Các bác, đây là đồng hồ của Bắc Tân ở Lục Bình, Lạng Sơn. Số điện thoại cuối là 6833. Đấy, bác nghe, gửi cho em cái thư này. Và gửi cho em hai cái đồng hồ. Đấy, đồng hồ này, t-shirt này. Thì đồng hồ này bác ấy hỏng rất là nặng do bị phá. Phá đồng hồ chứ không phải là sửa nữa. Đấy, đang bị bong vạch này, chết máy rồi. Cái này em đã kiểm tra qua rồi, hỏng rất là nặng các bác. Đó. Ở video em có video đấy. Con thứ hai, Citizen chết máy, chết cót và vào nước. Đây con thứ hai đây. Đó, em sẽ kiểm tra con thứ hai này của bác ấy. Trước tiên em thấy này, này này các bác này, nhìn thì đã thấy là cái này nó bị long long hạt số này. Đó đây này, long à, cái cửa sổ ra, cửa sổ này ra này. Và đây đây có cái bẩn này các bác này. Đấy, đầu tiên em nhìn qua em đã thấy đặc điểm rồi nhá. Rồi bây giờ em tháo đồng hồ này ra. À, em vứt cái thư đi của bác này đi. Cái con t-shirt của bác ấy, bác bảo đang chạy bình thường, bác mang ra thợ lau dầu thì nó về nó chạy ọc ạch với chết. Đấy, chắc là do bác ấy tháo ra rồi bác ấy làm bung bét lên cái đồng hồ ra. Đấy. Thì các bác lưu ý, mình không có chuyên môn thì mình cũng đừng nên tháo ra. Đấy, và mình không hiểu gì mình tháo ra cũng chả giải quyết được cái gì cả. Nên là các bác lưu ý cho giúp cho em cái này. Đó. Con này bác ấy yêu cầu là bị nước vào, phải chống nước lau dầu. Rồi, bây giờ em sẽ để lên kia chặt của em. Bác nào cần thì các bác vào Zalo ấy. Trên Zalo có chữ tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại này của em vào là ra Zalo của em nhé. Các bác nhắn tin giúp em thôi, các bác đừng gọi nhé. Rồi, em sẽ tháo cái đồng hồ này ra. Các bác nhìn thấy rất là bẩn bên trong này, cực kỳ bẩn nhiều nhé. À, bây giờ em sẽ lấy cái thổi, em thổi bụi đi. Nhưng mà trước khi em thổi em phải che cái tóc đi, không thì nó thổi vào tóc nó sẽ gây ra hiện tượng rối tóc. Đó. Và cả cái này nữa, thổi nó đi các bác. Đó. Rồi tạm thời em để đây đã. Thì em nhìn qua các bác nhìn thấy này, nước nó vào rất là nhiều nhé. Nó vào nó gây ra hiện tượng hỏng máy này các bác này. Rồi, để zoom lại gần cho các bác nhìn. Đây này. Đấy, cái hiện tượng là bị oxy hóa này. Đó. Đấy, còn phá máy mức độ nào ấy là do là bẩn đấy này. Các bác nhìn thấy cái căn này nó bẩn này. Đó. Đấy, thổi còn không đi các bác, thổi không đi nữa, mà máy này rất là bẩn luôn. À, em sẽ kiểm tra cái đồng hồ này, và cái đồng hồ này thông thường các bác ạ, nó có gen nhé, có gen nên là mình phải để ý. Và này, nó có cái gạch khứa này, chắc khả năng là do đo đặt mình chắc cho mình đặt tua vít vào để vặn nó dễ đây này. Đó. Đấy, vặn ra cho nó ra hết gen đi. Thôi. Đấy, thì mình mới rút được ra. Đó. Rồi em sẽ rút được cái núm này ra nhé. Con máy này là máy Citizen. Đó, rất khó tháo thì em sẽ đặt vào đây và em đẩy ra này các bác. Đó. Thì nhìn qua để kiểm tra này, các bác nhìn này. Đây. Dỉ hết rồi. Dỉ hết luôn. Đúng không ạ? Núm dỉ hết. Dỉ nhen này. Đấy, này, may chưa chưa gãy. Đó. Chưa gãy. Rồi em sẽ bỏ cái máy phần máy này ra. Em sẽ nhấc khéo cái này ra nhé. Đó, nhấc khéo ra. Đó. Rất bẩn các bác ạ. Đây, bẩn lắm. Đây các bác nhìn này. Thổi rồi mà vẫn bẩn này. Đấy. Còn cái cửa sổ lịch này nữa. Đấy. Đây em bỏ thử cửa sổ lịch này ra nhé. Đây, cửa sổ lịch này. Đây phải dán lại. Đấy, bây giờ em kiểm tra tiếp cái đồng hồ này. Kiểm tra tiếp rồi, nước vào khá là nhiều các bác. Đó, nên là nó máy này các bác nhìn thấy máy của nó trục trặc. Đó. Rồi em thấy lên cót nhé, em thấy lên cót là khá là căng rồi các bác. Đó, nhưng mà vẫn không chạy. Đó, em lắc nhưng mà không không thấy chạy nhé, không thấy chạy đi nào cả. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái tóc ra để kiểm tra. Ừ.
Em nghiêng này nên là cái bán nguyệt này không chém được vào tóc, các bác lưu ý nhé. Đấy, rồi em nghiêng, chủ động nghiêng cái đồng hồ đi. Đó, rồi. Đấy, rồi em sẽ kiểm tra con ngựa. Các bác thấy con ngựa không hề đá đúng không ạ? Không đá một tí nào cả. Đó. Để sẽ tháo một cái con ngựa này ra để kiểm tra. Em thấy có cái gì đó không ổn các bác ạ. Em thấy có cái gì đó không ổn đây các bác này. Trong cái phần máy của đồng hồ này có một cái gì đó không ổn đây này. Nó ở đây này. Đây, nó ở đây. Tại sao lại có một cái râu ria gì ở đây này các bác này. Không lôi ra được, cũng không giật ra được. Đó, rồi em cứ tháo ra đã. Để kiểm tra. Cái đồng hồ của bác này em thấy rất là lạ. Đó. Rồi em sẽ tháo tiếp con ngựa này ra. Để kiểm tra. Đấy, không xả được cót đúng không các bác? Đấy này, và nó có một cái râu ria gì đấy các bác này. Em chưa hiểu luôn. Không phải. Đó. Không thấy nó xả cót đúng không ạ? Máy không hề xả cót thế nào cả. Đấy, bây giờ mới xả này các bác này, thấy chưa? Đó, nó đang bị bó máy, kẹt máy này. Ừ, còn căng hết cót nhá. Đó. Căng hết cót. Đó. Vậy thì với đồng hồ mình tháo ra mình phải xả hết cót này đi. Không mà các bác không xả cót này ra mà các bác cứ cố tháo ra là hỏng hết bánh xe. Vì nó đang căng cót mà. Đó. Ừ, xả hết cót này rồi mình hãng tháo ra tiếp các bác. Chứ đừng có cố tháo ra. Tháo ra nữa thì thôi toi luôn cái đồng hồ. Rồi em sẽ kiểm tra lại một lần nữa lên cót. Em lắp vào, em lắp lên có tay. Đó. Đấy. Con này bị bó máy này. Vậy thì con này sẽ lau dầu. Trước tiên em lau dầu đã. Sau đó em sẽ chống nước con đồng hồ này cho khách. Hả? Rồi, bây giờ thì em sẽ lắp cái con ngựa vào đã để kiểm tra theo dõi trong vòng một ngày đấy các bác ạ. Chứ em chưa vội làm đâu, đặc điểm của em thấy em ít khi em làm ngay lắm. Mà em quan sát đã trước khi em làm. Đấy, sau khi xong em sẽ lắp cái màng chắn vào. Màng chắn của cái tóc vào. À, ngựa vào, xin lỗi. Đấy, cái này mình lắp mình phải lựa vào các bác, không không phải là ngay vào ngay ngay đâu. Đấy. Rồi bây giờ mình có tay. Để kiểm tra. Đấy, khi nào con ngựa này đá này nha các bác nhé. Thì khi ấy mình mới mới bắt ốc vào nhé. Chứ đừng có vội bắt ốc ngay vào là thôi đi luôn kia con ngựa đấy. Và những cái này không quen các bác không không biết làm, không biết tháo ra thì các bác đừng tháo ra. Em khuyên chân tình nhiều đó mà thành lợn lành lợn què đấy. Đó. Và cái này em lắp luôn tóc vào. Để kiểm tra tiếp. Và cái này lựa, phải lắp lựa các bác nhé. Và em đã nghiêng như này các bác này.
nên là cái bán nguyệt của nó không chém vào cái tóc. Bác nào mà không quen ấy, kể ngay cả thợ tháo không quen ấy, thì các bác nên nên tháo 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 cái tự động này ra nhé. Em thì em lười tháo tự động này ra, nói thật với các bác luôn, em lười tháo ra nên là em tay em đang giữ cái tự động này. Đấy, không mà nó chém vào tóc thì thôi vứt tóc đi luôn. Đó, đang chạy này các bác. Đấy, em gọi là mới xả qua có thôi, để kiểm tra thôi nhé các bác nhé. Đó. Đó, và bây giờ em sẽ lên cót căng một chút. Đó. Đó, và các bác thấy cái chỗ này nó đang bị oxy hóa gì này, đúng không? Đó, đây này, em có thể cạo ra các bác nhìn này. Đó. Đó. Đó, rồi. Nên nó chạy rồi, bây giờ mình sẽ lấy đúng giờ để theo dõi thôi. Và để ngày mai em mới lau dầu. Đấy, đặc điểm cái đồng hồ này em để ngày mai em mới lau dầu, chứ em chưa lau dầu ngay đâu. Đó. Đó. Cho nó bon. Đấy, và dỉ hết trục này. Bây giờ là 3 giờ 10. Đến co tay. Đó. Rồi, chào các bác nhé.